Những ngày tháng tư, cả nước rộn ràng chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngày hôm nay, hãy cùng camera cận cảnh lắng nghe chia sẻ của người dân đã gắn bó với thành phố này. Sài Gòn giờ nếu mà ai mà trước đây 10 năm mà ở đây giờ mà đi về lại là không nhận ra, bởi vì nó thay đổi từng ngày chứ không phải là. Ví dụ như cái dòng nước ở những cái kênh đấy mà mình nhìn thấy giờ nó trong xanh vậy là biết rồi gì. Đấy là những cái đường xá này kia mở rộng, chưa kể những cái khu mà ổ chuột này kia là giờ về đâu còn thấy nữa. Đấy là cái nét mới mà một người mà nếu mà trước đây 10 năm ở đây, bây giờ mà không ở mà quay lại thì không còn nhận ra được. Đúng ra tôi không phải người Sài Gòn. Dạ. Tôi là người Hải Phòng. Dạ. Tôi vào đây từ năm 1946, 44 tới giờ. Thì cả như tôi là người Sài Gòn luôn. Dạ, lúc mới vào là bác làm nghề gì bác? Lúc mới vào còn bé, mới có mười mấy tuổi. Dạ, bác nghe gia đình vào đây. Nếu mà hồi vào thì theo ông già cha mẹ thì vất vả lắm. Dạ. Cũng lao động mà xa quê thì kiếm ăn thì cũng chẳng còn được đi học. Dạ. Có được học được mấy năm thôi. Rồi bác làm nghề gì? Còn bây giờ thì học cái dây, làm nghề cái dây. Dạ, bác làm được bao nhiêu năm rồi? Chẳng như từ năm 20 tuổi bây giờ 83. Từ năm 20 tuổi tới giờ. Dạ. Hôm nay 83 tuổi. Trời, thay đổi quá nhiều. Nếu từ hồi giải phóng tới giờ, Sài Gòn này thay đổi quá nhiều. Thứ nhất là cái con rạch này. Hồi trước là nhà cửa lụp sụp, rất là ô nhiễm. Bên dưới này là các con kinh giống như kinh mới cải tạo ở gì trong quận 6 đó. Nói y chang như vậy. Và cải tạo mà làm được cái như vậy là. Tôi nói Sài Gòn bây giờ thay đổi từ ngày giải phóng tới giờ, ngày giải phóng 75 tới giờ. Quá ra là già. Thay đổi rất nhiều, không thể tả được. Vì hồi đó như hình dung cái nhà cửa như đây đâu có thành cái nhà vậy, nó là nhà lụp xuống, nhà sàn ở đây tôi qua bước qua chưa xong bằng gỗ không, nhà gỗ không. Hồi xưa thì Sài Gòn này á thì nói cái thay đổi thì cái lúc mà chị ở bên quận 7 á, nó gặp nước tràn ở quận 7. Hiện tại bây giờ là đỡ hơn nhiều rồi, không có nữa. Mà nhà chị ở thì không bao giờ ngập nước nữa. Nên hồi đó đi làm, sáng mình đi làm tới chiều về là lội nước khùng luôn. Tới mùa mấy ngày, một tháng có 4 ngày là nước tràn vào nhà luôn. Mỗi người dù sinh ra, lớn lên hay chỉ mới đến thành phố này đều dành cho nó những cảm xúc riêng rất đặc biệt. Tại tôi ở đây từ nhỏ mà. Từ nhỏ cho nên là mỗi một cái giai đoạn này nó cũng có những cái để mà mình suy nghĩ để mà mình ấy, mà nói đa số nói chung là xã hội càng ngày nó càng phát triển, cái người giỏi bây giờ nó nhiều lắm, nhất là cái đám trẻ trẻ như vậy là giờ nó giỏi đó, cho nên là mình thấy cái sự mà phát triển nó bền vững đó, rồi những cái dòng nước mà trước đây mình ớn mình không dám dòm là bây giờ nó lại khiêu gợi, nó lại mở ra một cái hướng mới, có thể là một vài năm nữa là cái du lịch đường sông mà ở đây người ta phát triển là cái đó là đẹp lắm á. Thấy cái chuyện lên đây bàn ăn thì nó ngay có đồng tiền vô gia, sống hàng ngày thì nó cũng vui. Nhưng mà ở quê thì làm mướn không à. Làm mướn bây giờ tuổi lớn rồi làm thì có nổi. Bác thấy yêu mến cái mảnh đất Sài Gòn này nhiều không bác? Thì nó cũng được. Chuyện sống cũng được. Hay vì giờ tuổi lớn rồi nói cho nghe, vừa chạy cái này mà vừa tập thể thao luôn, thể dục luôn. Chứ ở không là nó càng thêm bệnh nữa, nó hẹn với cháu chứ không có gì cả. Bây giờ về mà ở quê ở không cái là bệnh, mà chạy thì nó không có sao. Mình thích đi dạo ở Sài Gòn tại vì cây xanh nhiều, rồi đi ngắm những tòa nhà này nhìn rất là đẹp. Tình cảm mình đối với Sài Gòn nhiều lắm. Mình không muốn mình muốn ở Sài Gòn này nhiều hơn, là tại vì mình xuống đây mình chỉ học một năm thôi và mình sẽ về lại Bình Phước là quê hương của mình để học tiếp. Và thật sự thì mình không muốn rời xa Sài Gòn này một chút nào cả. Nếu mà xa Sài Gòn thì cái điều gì làm mình nhớ? Sài Gòn thì ở đây mình cũng quen được rất nhiều bạn bè và nói chung là mình cũng muốn khám phá Sài Gòn nữa. Thấy rằng mỗi lần đi vào Sài Gòn một lần đổi thay. Đường xá thì rộng hơn, đẹp hơn,
nhất là các cái công viên rất thoáng để phục vụ cho nhân dân và tập thể dục thể thao vui chơi giải trí rất thoải mái, phục vụ rất là lịch sự, giá vé vào cũng không giá rẻ bất ngờ. Ví dụ như vào bến Nhà Rồng thì lấy vé có 4.000 quá là 2.000 à 2.000 hai người 4.000. Và dù không sinh ra ở thành phố này, nhưng mảnh đất ấy đã trở thành một phần trong tâm hồn của những con người nơi đây. Quốc rất là gần gũi và rất là thân thương vì nó là bảo bọc cuộc sống của gia đình tôi từ ở đó tới giờ. Nhưng mà nó có cái gì thay đổi quá nhiều, có thể nói thay đổi mà mình không thể nói trước được, không thể nói hết được. Thứ nhất là nói là có mỗi cái này thôi là thấy nó thay đổi quá, từ cái căn nhà lụp sụp không có cái gì bây giờ thành cái bờ kè sông này đẹp đẽ, có ghế ngồi này sẽ là nó khác hẳn. Còn chưa kể các cái nhà lầu cao tầng hoặc là các cầu vượt như các cái cầu khác, cái trường hầm Thủ Thiêm hoặc đường cầu Thủ Thiêm, cầu của Mỹ, tất cả cái đó đều thay đổi quá xa, quá cao. Thì nó cứ lưu luyến từng giờ từng phút. Nếu mà tôi về quê một năm tôi về hai lần, một lần dỗ ông già và một lần dỗ bà già, thì mình rời xa giây phút nào nó lại lưu luyến nhiều giây phút đấy thôi. Nói chung là ở lâu rồi, tôi không có gia đình vợ con gì ở đây, ở độc thân, nhưng mà mình rất là quý cái bầu không khí cũng như là cái tình người ở đây. Nói chung là bây giờ là rất là tốt. Thưa quý vị, đó là những tình cảm mộc mạc, xúc động, dung dị của mỗi người dân đã gắn bó với thành phố. Tự nhiên ngày hôm nay mình làm cái chương trình mình cảm thấy mình mộc mạc và rất là dung dị. Đúng là mỗi một con người khi đến với thành phố thì đều gửi gắm và mang theo rất là nhiều hoài bão. Và mỗi người cũng sẽ yêu thương Sài Gòn theo một cách riêng của mình. Chắc hẳn là trong những ngày tới vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mỗi người chúng ta cũng sẽ có một cái kế hoạch để khám phá Sài Gòn. Và chúng ta hãy dành thời gian theo cách riêng để vun đắp tình yêu cho vùng đất Sài Gòn này. Thảo nè, nói đến khám phá Sài Gòn thì Ngọc có một địa chỉ đặc biệt muốn gợi ý cho quý vị khán giả. Ở đâu? Chưa có nói.